Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm một món mới cho các bạn biết nha. Thì giờ mình với mẹ mình ra bắt đầu hái chanh nha. Rồi, giờ mình hái chanh nha. Đây, đây là những quả chanh rất là nhiều trái luôn. Bây giờ trái nó nhỏ chứ nó không được bự luôn các bạn. Cây chanh này trái nhiều lắm các bạn. Mẹ mình đang hái lá để mình sắc bỏ vô cái món chấm nha. Chanh này trái nhiều lắm. Nếu mà theo mùa này mà chịu bán cái cây này chắc bạc tiệu à. Trái nhiều lắm các bạn. Rồi, hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình với mẹ mình lại tiếp tục một món ăn nữa ở quê mình nha. Thì hôm nay mình với mẹ mình sẽ làm món hột vịt. Thì mời cái nhà thuê dỡ trong quá trình hai mẹ con mình làm nha. Rồi, mình bắt đầu mẹ. Rồi, mỗi người một công đoạn, mình sẽ bắt đầu giờ mình sẽ làm cho lũng cái hột gà này. Đó. Mình quậy trong đây. Đó, mình quậy trong đây cho tông cứng, tông đỏ trong đây nè, cho nó đều ở trong đây luôn rồi mình chế ra nha các bạn. Đây. Đó, mình chế ra nha. Rồi giờ mẹ mình quậy ra luôn nha. Này mình quay cận cảnh cho các bạn thấy nha. Rồi. Đó, khi mà tông đó nó đều xong mình đổ ra. Đổ ra luôn mẹ, đổ hết ra luôn. Đó. Em mình đang đổ hết nha. Rồi giờ mẹ mình sẽ quậy đều cái chén này. Rồi giờ mình bỏ tiêu nha, mẹ mình bỏ tiêu vô. Rồi ai thích ăn tiêu nhiều thì bỏ nhiều nha, ít thì ít. Đặc biệt cái này là mình không có nêm gì nha các bạn, để vậy luôn cho nó lạc lạc, đừng khi mình chấm với nước chấm nó sẽ thấm. Đó, đẩy đều vô. Thì tới bây giờ thì tới công đoạn mẹ mình chế cái phần hột gà này vô trứng gà nha các bạn. Rồi làm luôn mẹ, chế vô luôn mẹ. Rồi mình thử trước một giá coi nó có đầy cái trứng gà này không, coi có đầy trứng gà không mẹ. Không đầy mình thêm cho nó vừa. Thì cái này mình làm là theo cái kiểu ở nhà của mình là không có bỏ bột vô các bạn. Không có bỏ bột năng hay là bột mì tinh hay là những bột gì đó. Mình làm nguyên chất hột gà luôn. Rồi mình đem đi hấp hấp rồi mình sẽ nướng hột gà nha các bạn. Đặc biệt là không có bột luôn nha. Mình thử mình làm không có bột coi nó sẽ ra như thế nào nha các bạn. Coi nó có đặc không hay là như thế nào. Thì một xíu sẽ chờ cái thành quả nha các bạn. Kết quả nha. Kết quả của hai mẹ con mình như thế nào nha các bạn. Thì đó, giờ mình quấn là vậy đó, đừng cho xíu hấp tông nước trong tông mồ hôi trong cái nồi nó tươm ra nó không có nhiễu vô trong đó. Rồi mẹ bỏ vô đây luôn ha. Rồi thì 2, 4, 6 trứng nha các bạn. Rồi 2, bây giờ 4, mẹ mình để đậy nắp lại mình hấp cái hột gà nha các bạn. Rồi thì ở dừa mà các bạn, thì lấy dừa thì bao la, mình ra mình chỉ cần tước là mình có xài nha các bạn. À, thì trong thời gian chờ đợi hột gà mình hấp cho nó chín đó các bạn, mình đảo một vòng thì quay cái cảnh mà anh của mình nha, anh của mình đang dục bùn nha các bạn. Thì dục bùn này để cái để cho có cái đất mà cây dừa nó ăn đó các bạn, tại xứ dừa mà. Thì về dịch rồi rảnh rồi mình anh mình ra vườn dục bùn lên lên bờ để bồi bùn đó các bạn. Nếu mà các bạn ở miền ngoài thì chắc có thể là chắc không có thấy cái cảnh này đâu, miền Tây mình nhiều lắm các bạn. Cứ đến mùa nắng hay gì đó là những người dân ở miền Tây là đều dục bùn lên nha. Đó. Anh mình thì cũng có mua dừa đó nha các bạn. Bạn nào muốn bán dừa ở miền Tây Bến Tre thì liên hệ anh mình rồi nha. Thì hồi nãy giờ mình đi cùng vòng vòng rồi giờ mình trở lại coi cái nồi hột gà chín chưa nha các bạn.
Giờ mẹ mình bắt đầu dở ra nha. Rồi mẹ dở ra coi nó chín chưa nha. Rồi đúng rồi, ra vậy là được rồi nè nha các bạn. Rồi thì bây giờ bắt đầu là mình sẽ đốt củi nha các bạn. Đốt củi xíu rồi mình nướng hột gà nha các bạn. Mẹ mình đang lá chanh non nha các bạn. Mùa này lá chanh non cũng không có, hái đại nó lá chanh này luôn. Đó, bỏ lá chanh đừng cho nó thơm cái mùi chanh nha các bạn. Đó, nhìn hấp dẫn không các bạn? Rồi mẹ tộn lên luôn mẹ. Được rồi. Rồi giờ mẹ mình lấy cái hộp gà hấp hồi nãy bỏ ra cái mo cao, bỏ trên cái mo cao nha các bạn. Mình chuẩn bị đem đi nướng nha các bạn. Lửa thì nó cũng đây, nó xa cháy sắp tàn rồi. Đó, mình bắt đầu công đoạn nướng nha. Đây. Công cực của hai mẹ con mình làm nãy giờ được 6 tiếng nha các bạn. Rồi bắt đầu nướng thôi mẹ ơi. Rồi nha các bạn, bây giờ mình bắt đầu nướng nha. Mình với mẹ, mình với mợ ba phụ nướng trứng gà nha các bạn. Đó. Trứng gà thì mình nhắc lại một lần nữa là mình không có bỏ bột nha các bạn. Mình xài nguyên chất luôn, chỉ bỏ tiêu vô thôi và đem nướng. Xíu mình ăn với chung với nước chấm nha các bạn. Đây. Thì dịch rồi thì mợ ba với mẹ đều rảnh cho nên mình rủ ra làm clip chung cho vui. Chứ ở nhà tù túng cũng buồn quá. Rồi. Chừng nào chị lên, chị làm chị ba. Có cho nào, có dịch nào này giờ chừng nào nó điện cả. Nó có đi lại. Điện mới đi phải không? Nó điện. Ô thất nghiệp. Chừng nào hết chỉ thị 16 để hết chỉ thị 16 này coi là bao nhiêu tỉnh thành cách ly nữa rồi bao nhiêu tự tự do đây. Còn biết cũng cho hết bệnh dịch ha. Chứ trên Giang là cách ly thêm 15 ngày nữa rồi đó. Hồi nãy rầu quá trời luôn, bệnh nằm bệnh hoài rầu quá, đây không chợ phát phiếu còn cực quá vậy. Ở trên đó giống hình như là rau củ rồi kia nó có gì ăn. Nó bắt ốc nó ăn qua, nó đăng lên nó đi bắt ốc nó ăn á. Màn Giang nó nói là thương ở nhà bè mà phải không? Ừ, ở nhà bè quận bãi giúp ranh. Bởi vì nó nói ở nhà bè mới có ốc đồ bắt chứ. Gặp mẹ ở thành phố đây ốc đồ bắt. Ở tụ nghiệp của tỉnh tôi hôm qua nó nói là ốc qua ăn ốc nội ơi. Giờ chín rồi nha các bạn, mẹ mình với mợ ba mình gấp cái trứng gà ra nha các bạn. Đó. Ngon quá. Đúng 6 trứng luôn. Nướng vậy là thơm ngon rồi chị ba ơi. Đó. Thơm gà. Thơm, ngon. Rồi bắt đầu giờ mình đi ăn, mình review cho các bạn biết cái món này như thế nào nha các bạn. Rồi, bây giờ đã thành phẩm nha các bạn. Đây, chén muối ớt mà mình với mẹ mình nấy đâm với, đây là thành phẩm này. Hột gà nướng đã xong này. Giờ bắt đầu mình mời mẹ mình với mợ ba ăn chung luôn nha các bạn. Rồi giờ mình đi ăn thôi các bạn ơi. Hai chào các bạn nha. Bây giờ thì mình đã đến giờ ăn rồi. Mình có mời mợ ba qua rồi cùng ăn với mẹ mình với mình. Rồi bắt đầu thì giờ mình ăn nha. Mình sẽ review cho các bạn cái món này là mình làm là đặc biệt là không có bỏ bột gì vô nha các bạn. Chỉ tiêu thôi và nước chấm nha các bạn. Rồi giờ mình mời mẹ mình ăn trước luôn ha. Mẹ ăn trước nè. Rồi đây con mời mợ ba luôn, dùng thử nha. Rồi ăn đi qua. Dạ thôi ba. Tôi ăn vậy tôi rầu quá, con tôi thành phố không biết nó làm sao nữa. Bệnh dịch này nó không có chợ búa gì được, nó không biết là làm sao lấy gì nó ăn. Kệ đi, vừa ăn cũng vừa nguyện cho dịch nó mau đi qua đi. Cho dân mình nó trở lại bình thường. Mấy đứa nhỏ tỉnh là không có đi chợ được. Không biết chỗ con son nó làm sao nữa, đi chợ được hay không nữa đây. Dịch bệnh mà. Phúc nó cũng thất nghiệp. Tình hình dịch bệnh chung mà tình hình này tình mình chung. Ở quê thì nó hơi khỏe hơn xíu, nó hơi thoải mái hơn chút, còn ở thành phố thì nó hơi ấy, người công nhân rồi ha, hơi cực đó. Ở nhà nọ rồi này kia, cái nhỏ bé rồi này kia rồi. Đây các bạn, đó, đó chính là rau nha. Rau mình mua để hết ngày cho nên hơi héo nha các bạn. Cái này mình đựng bằng tàu mo nha các bạn, mo cao nha các bạn. Đó, dùng những chất liệu mà tự nhiên nhất ở quê nha các bạn. Đây. Quê hương. Rồi, những điều quê hương. Thì hai mẹ mình với mẹ mình ăn buồn quá, rủ mợ ba ăn chung cho vui. Chứ giờ dịch quá mà thấy mợ ba nhà cũng buồn buồn rồi rủ ra ăn cho vui chứ gì á. Ngon hả phụ? Nước chấm ngon không mợ ba? Ngon ghê. Ngon quá. Rất là thơm nha các bạn. Mình chơi nguyên chất luôn cho nên là
rất là thơm nha. Thơm mùi, thơm mùi hột gà. Nướng ngon quá bụng ơi, giờ nè. Ngon ha. Ngon quá. Đây các bạn. Rồi cho con muỗng chấm. Đây. Chấm nó lại luôn nha các bạn. Lấy rau răm ăn vừa ngon. Đó. Đây các bạn. Chấm vô. Đó. Đây, ngon lắm nha. Đây. Hương vị quê hương á. Hương vị quê hương. Ngon quá. Nước chấm thì chua chua ngọt ngọt cay cay. Rất là tuyệt vời. Cay cay mới là ngon á. Nước chấm là ngon. Rồi. Đây nước chấm này các bạn. Trong đây có chanh, ớt. Rồi chanh mình sắc miếng nữa, rồi có lá chanh non nữa, cũng không non không nhưng mà được nè các bạn. Đó nè. Đó. Ngon ba, chấm rồi ba. Rồi. Rồi. Ăn miếng rau răm nữa. Thì làm clip mà không có gì vui bằng có mà mợ rồi mẹ làm chung nữa. Nó nên rất là vui. Nè. Mời các bạn nha. Thì các bạn ở Sài Gòn ăn cực khổ, mình cũng ăn cực khổ theo luôn, chứ ăn hột gà nướng thôi chứ không ăn gì nữa trơn. Có gì đâu ăn. Dịch à. Này có gì đâu ăn. Ăn. Đi chợ đi đi phiếu mà. Đây các bạn. Đó. Chấm vô ngon quá. Chấm vô nè bạn. Đó, nước còn nước chấm nè, thấy chưa? Đó. À, đó. Có hơi tiêu tiêu nữa, thơm. Có mùi tiêu đó. Ừ, mùi tiêu nữa nè. Vỏ chanh là thơm nhất. Vỏ chanh thơm ha. Đặc biệt cái nước chấm này mình làm theo công thức của Thái nha các bạn. Ăn rất là cay mà nó vừa cay vừa ngọt nữa. Rồi mùi thơm của lá chanh nữa. Rồi đủ cái hương vị mà cay rồi ngọt rồi chua trong đây nữa. Rất là ngon nha các bạn. Mùi thơm của lá chanh nữa. À, nè mời ba ăn thêm trứng nữa mời ba. Đó các bạn thấy như thế nào, rất là ngon nha. Ngon quá. Nè mẹ, ăn trứng nữa. Còn trứng nữa. Tiêu hả? Tiêu. Nè các bạn, tiêu đen trong đây luôn nè. Đó. Không có bột nha các bạn, không có bột luôn nha. Ăn rất là ngon, rất là mềm. Rất là mềm. Rồi hơi mịn, có một xíu mịn trong đây, mình ăn rất là ngon nha. Chấm vô nữa, cộng thêm rau nữa nha các bạn. Đó, rau nữa nha. Rau chị ba. Cho rau răm vô. Rồi. À, có tiêu ngon ghê không? Hả? Có tiêu đều luôn á. Thì cái này là mình tận dụng những gì mà ở quê mình có sẵn nha các bạn. Ở cái vườn gà đẻ hay là gì mình làm vẫn được nha các bạn. Vẫn có luôn. Những cái đồ này cũng không quá là mắc so với ở quê nha. Ở quê hiện nay mình đủ làm hết. Món này tất cả những các bạn đều có thể dùng ăn ăn được hết nha. Bạn nào cũng có thể mua ăn được hết. Đó các bạn. Đây. Dân dã mà làm những gì mà ở quê có. Không cầu kỳ mà cũng không có mắc nữa, không có đắt đỏ nữa. Ở quê rất đơn giản nhưng mà rất đơn giản. Ai cũng có thể ăn được. Em bé, nếu mà em bé ăn thì mình khỏi bỏ tiêu vô. Người lớn ăn cũng được luôn, người lớn tuổi ăn cũng được luôn. Gói rau răm nữa nha. Gói chung rau răm ăn vẫn ngon nha các bạn. Đây. Mẹ chấm miếng mặn. Lấy miếng cộng rau răm. Quá ngon. Cháu nội cháu ngoại gì ở Tân Phước. Dịch thì không có ra đường, đừng mua được gì ăn. Tình hình dịch này cũng còn kéo dài quá. Không biết sao. Chứ cũng nguyện cho dịch nó mau đi qua để cho dân chúng mình trở lại bình thường chứ. Thì giờ mình cũng biết cầu nguyện cho nó hết thôi, với lại thực hiện đủ cái quy định của pháp luật, thực hiện đúng 5K khi ra đường nha các bạn. Giờ mình cũng hiện tại đây cũng cách ly toàn xã hội luôn rồi. Ở đây là cách ly. Hôm nay cũng bước qua ngày thứ 12 rồi các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình nha các bạn. Từ trước đến nay các bạn đều theo dõi clip của mình, thì mình xin cảm ơn các bạn. Thì mình sẽ hứa sẽ ra những clip mà hay hơn nữa về dân dã, và ai cũng có thể thưởng thức được những món ăn ở quê nhà nha các bạn. Rồi đến đây thì mình xin chúc cho các bạn có thật nhiều sức khỏe và cách ly thật tốt nha các bạn, và chống được dịch nha các bạn. Rồi mình và mẹ và mợ ba xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn lại
clip tiếp theo nha các bạn. Bye bye, xin chào tạm biệt. Bye bye.